Bây giờ tao lên đây tao làm ăn mà không biết ông Quý ông đi đâu rồi. Thế bây giờ mày muốn tao dẫn mày lên nhà anh Quý không? Đi. Đi luôn. Ok, đi. Đi luôn mày. À, nhưng mà tao thấy mày là thằng tôm gì ở trên kênh ông Quý đúng không mày? Đúng rồi, mẹ mấy ngày nay tao bắn ấy, tao thiếu chưa bị bắn với tao mày gà quá. Hôm nay tao muốn solo lại với mày đây, mày chấp nhận không? Mày chấp nhận luôn á, tao đang định gạ kèo mày đây, hôm nay tao muốn tỉ thí với mày. Ok luôn, bây giờ lên bắn luôn à? Bắn luôn chứ. Đi, đi. Nào đây. Anh Quý đâu chị Ân? Nhà giờ có gì không? Có việc gấp đây. Đâu đâu. Làm gì mà bưng vô tụng lưu hết vậy? Thì hôm nay lên đây ở này. Cắt cô người ta hay gì vậy trời? Cái gì người ta làm ra đi mà. Cái em cắt đâu. Đâu hỏi Quý coi. Trời ơi là trời. Ôi là trời. Mày dậy nhanh. Dậy, tao có chuyện này gấp này. Rồi hôm nay mày lên đây làm gì vậy? Tao ở đây luôn chứ còn gì. Ở đây làm gì? Tao ở đây luôn nhưng mà vừa có cái thằng fan nhí gì của mày nó gạ kèo tao không vậy? À hôm nay mày lên đây đúng không? Ừ. Nhưng mà tao đang đi thì nó gạ kèo tao. Có gì vậy ra? Để nó coi hai mấy bóng nào bóng hay. Ôi đù, hôm nay lên vậy mấy xíu anh ngồi luôn ta. Rồi hôm nay ban thịt luộc sao lên đây luôn rồi? Sao đem dạng PC lên hết trơn luôn rồi? Em phải lên đây em làm để kiếm tiền. Lên đây làm để kiếm tiền. Rồi bây giờ vô hàng bay coi bắn còn nào hay ha. Ok. Rồi bây giờ nó bắn bằng PC, bắn bằng điện thoại nha Tom. Ok luôn. Okay. Chắc có bắn PC luôn này nha. Vô. Ok anh em ơi, thì bây giờ hai anh bay tỉ thí nha ha. Rồi thì ở bên tay trái của tôi á là cái giống như là thao tác tay của thằng Tom, còn ở trên máy tính là thằng Văn Thịt Luộc nó bắn bằng PC nha. Thì bây giờ vô để coi trực tiếp ra coi ai bắn hay hơn nha anh em ơi. Ok thì bây giờ anh em nhắn cho tôi một like nha. Rồi ok anh em ơi, bây giờ Tom mà chuẩn bị chưa Tom? Rồi anh ơi nhưng mà đó. Rồi đây là Văn Thịt Luộc bắn PC nha anh em ơi. Đó thì anh em cũng biết là Văn Thịt Luộc này nó bắn cỡ nào rồi đúng không? Thì bây giờ á để coi hai thanh niên này có ai bắn hay nha anh em ơi. Văn Thịt Luộc ơi, nhắm lên đây là làm ăn chí cốt làm ăn không? Tao lên đây để tao làm ăn mà. Rồi ok, bây giờ bắn đi. Tao chấp nó không keo luôn đây này. Chấp không keo luôn đúng không? Chấp luôn đi. Đó bắn đi. Rồi một viên à. Hết đó. À đồ. Khe đấy. Sao cái gì vậy trời, sao tớm? Sao để cho cái thằng Ubit ca nhí này nó. Em quên mua mũ anh nhỉ. Quên mua mũ hả? Trời ơi, anh ơi. Thì bắn, ta phải bắn cho đỉnh lên xíu chứ bắn chưa chơi mà vô mà bắn biết cặp người ta rồi. Sao mà chưa chết em rồi. Rồi xong rồi anh em ơi. Rồi ok anh em ơi. Đó, thì bây giờ nè, Văn Thịt Luộc chuẩn bị nha, Văn Thịt Luộc. Bây giờ Tom ơi, em bắn hết sức cho anh, em bắn cho cái thằng này á là nó không có đường nào mà nó chui cái đầu lên lượt luôn anh ơi. Nhưng mà mày nói gì đây? Ủa tao nói thằng Tom chứ không có nói mày. Rồi ok nè. Ôi ơi, hay lắm Tom ơi. Hay lắm Tom ơi. Bơm máu đi anh ơi, bơm máu đi anh ơi. Tao mà cũng phải bơm máu á, mày nghĩ gì mà mày nghe đấy nhỉ? Chị mày tao quên nó, tao bắn không quen mày. Đâu bây giờ bơm máu đi ba. Thôi bơm làm gì tao chấp nó mà. Bơm máu đi. Cái nhỉ? Bơm máu. Trời ơi, còn xíu rồi chết rồi. Rồi ok, bắn đi. Hay. Ghê đấy. Má, Văn Thịt Luộc có bắn ghê vậy anh em. Thằng Văn Thịt Luộc có bắn kinh quá đi trưởng luôn. Nên cũng biết bắn xíu chứ khác. Rồi xong rồi, còn hai trận nó thôi là thằng Tôm nó thua rồi anh em à. Toan rồi. Cái gì vậy ba anh? Sao đội xanh hôm nay bắn PC của anh rồi bắn ra đạn là toàn đội ba anh? Tao mà, mày nói câu toàn thừa không? Rồi bây giờ lên đi. Bây giờ lên đi. Còn hai chặn nó thôi Tom ơi, bây giờ em bắn cẩn thận nha Tom. Ok anh ơi. Rồi bình tĩnh nào. Cái gì nó cũng thể xảy ra được hết trơn nha anh em ơi. Ngồi xuống đây. Ngồi im đi. Bình tĩnh thôi. Đây ngày đầu trận đầu tiên trong ngày hơi ngáo thôi. Cố lên Tom ơi. Thằng này nó thao tác nhanh quá đi mà, nó chóng mặt luôn đi mà. Rồi cố lên. Không, Tom rồi. Cứ núp ấy nhở. Bắn luôn đi. Gì tên? Tút mèn. Ôi, một viên đỏ rồi. Trời ơi. Ghê quá.
Rồi xong luôn. Điện thoại là không thể nào mà bắn lại PC vậy anh em à. Con là cái điều này là tôi thấy là con này. Rồi xong rồi Tôm ơi. Bây giờ em khùng lên em bắn rồi Tôm. Sao em bắn như kệ vậy? Làm gì đi nè. Bình tĩnh. Bắn điện thoại còn ăn chứ. Ông bắn PC ông bắn bắn gắt thế này ăn được ghé gì được. Bây giờ từ từ thôi. Bình tĩnh thôi. Hai bay ủa hôm nay em gặp lên rồi em gặp nó hay gì vậy anh? Hôm nay không biết anh. Không biết nhà anh ở đâu. À thì ra là vậy đúng không? Bây giờ bình tĩnh thôi. Rồi, ở đâu đây? Ơi. Nó bắn đi toàn phun vàng không mày. Từ quanh đây. Thằng kia đậu sao rơi bốn máu rồi. Trời ơi, bắn thằng chạy. Ủa, từ từ, rơi. Bình tĩnh không anh ơi. Cái đậu xanh này Tôm không hỏi mày bắn ghê lắm mà sao hôm nay bắn thì kỳ vô với Tôm. Luôn anh ấy gặp trực tiếp thôi bị luôn. Gặp trực tiếp là đi luôn hả? Hôm trước là tao nhờ thằng khác góp hạt thôi. Ơi. Ui, được anh em à, 3-1 và anh em à. Đẳng cấp đó bữa hỏi mày thằng Vít cả ủa và thịt luộc anh em là nó solo hắn thằng Tôm rồi. Hôm nay lại gặp trực tiếp đó Nguyễn Si luôn. Đó để coi hôm nay coi ai sẽ chiến thắng nhưng mà tôi thấy tỷ số là 3-1 và anh em à. Hay là Tôm thua rồi. Rồi ok lên đi Văn ơi, lên đi. Đấy công nhận Văn nó bắn ghê thiệt anh em à. Bắn đúng hết. Ôi chết rồi tao quên mua keo rồi thôi không sao tôi chấp. Chấp luôn, chấp không mua keo luôn. Chấp. Mày nhìn tao nè. Bây giờ em bắn dữ lên em sao em bắn gì kỳ em. Ok, trúng mắt đây mày nhìn nè. Rồi. Bắn đi. Ôi. Ôi đúng là không có keo không bắn có. Rồi, hai viên đầu rồi. Ê. Nhân. Dì Văn. Đừng có để cho nó lật kèo nha ba. Đừng để cho nó lật kèo nha. Lật kèo là hơi quê nha Văn. Không có chuyện đấy. Mất chữ A, mất chữ A là Y. Rồi Văn ơi, 3-2 Văn ơi, bây giờ bắn từ từ thôi Văn ơi. Bây giờ dám chấp cho nó 3 điều luôn rồi bắn chẳng cuối không. Chơi không? Chơi luôn, tao chấp nó 3 đều luôn. Rồi bây giờ lên đi. Lên không ngàn là keo luôn, không ngàn là keo luôn. Tao cần gì nạt, mày nhìn tao rồi. Đô. Một viên nào là đô. Đô. Rồi xong rồi. Đô. Cây. Thôi mà. Rồi bây giờ còn chặn kìa 3 điều kìa. Bây giờ bắn có bao nhiêu sức. Đem ra bắn hết luôn. Tao okay dùng chưa? 100% công lực với mày luôn này. Rồi bây giờ ok chặn cuối nha. Ok luôn. Rồi ok. Bây giờ là một chặng quyết định nha anh em ơi. 3 điều nha. Bây giờ ai thua người người đó bị búng lỗ tai nha chơi không. Ơi búng lỗ tai ngon. Ờ chơi thua bị búng lỗ tai luôn. Đó bấm luôn á. Ờ búng lỗ tai luôn. Bây giờ em sợ lắm anh ơi. Rồi go quất nha. Tao búng cho mày đỏ tai luôn này. Mày rồi. Nhìn đây này. Ghê thế, mày cũng ghê đấy, khá đây con. Rồi đau chưa em? Tao mà phải đau mày à, bây giờ tao bắn. Mẹ tao chấp mày thử kì. Ghê. Đây, mày chấp rồi đây. Rồi, sao bóp máu rồi? Mất cái bóp ra rồi. Thôi, bây giờ tao, mày ra tao ăn xong mày đúng phòng viên mày đi luôn này. Rồi, không? Lên luôn đi. Chắc 100%. Rồi, ra luôn đi. Để xem. Ok, tao để xem mày như nào, để xem mày như nào đấy con. Ơi. Ôi non chắc nó đau lắm rồi. Thằng này nó đau lắm rồi mày ạ. Thôi bình tĩnh không anh ơi. Không tao không bình tĩnh được. Nhưng cái pha này mình phải hối hấp lên mày hiểu không. Ơi. Thì phê tao còn 20 màu. Trời ơi bắn gì toàn vàng thế. Tao vừa một pha. Rồi bây giờ bút lỗ tai đi. Bút lỗ tai đi nhưng mà xong rồi. Rồi bây giờ đưa lỗ tai đi em. Đưa lỗ tai đi. Ba mày đừng có gạ kèo đâu. Ok. Ok anh em ơi. Hiện bánh lên đây tôi chơi anh em ơi. Hiện em muốn tôi cho nó cái gì anh em còn bên dưới nha. Ok bye bye mọi người nha. Thì câu hỏi cuối clip này á thì tôi sẽ đố anh em nha. Thì tôi đố anh em thằng Quanh Thành Luộc nó bao nhiêu tuổi nha. Ok bye bye mọi người nha.